Chào các bạn. Hôm nay là 28 Tết. Anh Vinh kêu tụi mình đến đây để nhận quà Tết nè. Chắc là lì xì Tết á Thảo. Nhưng mà lì xì nhận rồi mà. Chắc là quà khác gì á. Quái đó. Vậy lẹ đi. Em muốn vô nghe đây, cuối học kỳ 1 này những bạn nào mà học lực khá giỏi thì mới được tặng quà, còn những bạn nào học lực tệ hơn thì đứng xếp hàng giùm. Ủa, có cô nuôi nè. Mặt tao vậy học giỏi sao mà nói. Ưu tiên tặng quà cho những bạn học dở trước nè, tại vì số lượng bên đây ít nha. Nè, rút ra cho anh đi. Những bạn học giỏi nè. Tổ yến, sen, kính tỷ phú, rồi có cây súng bắn tiền, bao lì xì nữa nè. Rồi. Em là học lực khá rồi nha. Chút xíu nữa chụp màn hình gửi qua Zalo cho anh. Rồi tới em cũng học lực khá luôn. Cầm luôn. Dạ, cảm ơn anh Vinh. Em học lực khá luôn anh Vinh ơi. Cầm. Cảm ơn anh Vinh. Em khá luôn anh ơi. Rồi sao tự nhiên học kỳ này xuống loại khá rồi, đi ra ngoài đi. Anh đón em học lực. Mày trung bình. Em giỏi. Học lực giỏi. Cảm ơn Vinh. Hay lắm em trai. Em học lực khá anh ơi. Lớp 12 học giỏi không nổi ha em. Rồi đi ra ngoài đi. Chưa có được về đâu. Đừng, từ từ đừng có dội. Hôm bữa có mấy bạn fan tới quán nước Mèo Ngố của anh uống nước. Xong rồi sau đó là có gửi tặng cho một số bạn trong team mình những cái phần quà rất là. Có em không anh? Có quà của em không anh? Cái album này chắc chắn mấy bạn fan gửi cho em luôn nè. Em biết á. Em có nhiều bạn fan nữ lắm. Người ta coi em chụp hình lại rồi in chửi qua cái album này cho em đúng không anh? Này của A Tiên. Con bảo tưởng đi mày ơi. Đi ra chỗ khác đi em. A Tiên ơi, đây là phần quà của một bạn nữ fan nhí của em. Có lẽ là vì mê cái giọng hát của em hay là sao đó, chứ chắc là không phải vì nhan sắc của em đâu. Thì anh Vinh chưa có mở này ra xem ở trong này nó là gì. Thì bây giờ em có cho phép anh Vinh cùng với các bạn để mở ra thưởng thức không? Dạ cho phép. Rồi cho phép ha. Mở ra anh Vinh ơi. Trời đẹp gì vậy? Thôi. Tự nhiên cái nhìn mấy tấm hình cái là gì? Đi ra đây đồ mấy gái. Đã dữ trời. Ê, cầm đi. Rồi, tiếp theo tới phần quà này. Anh, cái này của em đúng không? Chắc chắn cái này của em rồi. Cái này của tao đẹp trai nhất nhóm nè, cái này của tao. Của tao. Nè. Đọc chữ đây. Hương Thủy, Kim Ngân, Kim Thoa, Bảo Như. Tặng anh Vinh. Tặng anh chứ đâu phải tặng mấy đứa đâu. Thì giờ mình đập hộp luôn nha. Mình đập hộp thôi. Quà của những bạn này là bạn tặng cái gì trong này nha. Xé quà nhẹ nhẹ thôi cho nó có tình cảm. Cái này là hình như handmade hay gì nè. Đây, Tony TV. Các em rất là chu đáo, sợ anh Vinh không biết á. Còn ghi cái chữ công tắc đèn ạ nữa. Nè, ghi ở đây nữa nè. Hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Thì ngày hôm nay là có một cái buổi giao lưu của team Tony và các bạn fan nha. Đầu tiên là anh muốn chị Thảo lấy ra một cái món quà dơ lên cho các em thấy cái đi. Tạo cái không khí cái nào. 2, 3. Năm nay năm con gì? Dạ Giáp Thìn. Cảm xúc của em bây giờ thế nào? Rất là vui. Rồi em có về không chúc Tết nào để chúc cái anh chị trong tim không? Dạ chúc mấy anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Ok, cảm ơn em trai nha. Đây anh nói là một lần nữa, mấy em có xem video múa lân chưa? Đội của bạn Vũ Thanh, Cô Nu và Quang Mập là làm đầu con gì? Hổ vàng. Cặp tuyết anh Vinh phải không? Cặp tuyết là gì à? Một cái loài sinh vật mới hả? Nói chung là ngày hôm nay quá là nhiều bạn nhỏ tới uống nước ở quán Mèo Ngố luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ là tiếp tục tới phần quà là áo giáp cool siêu phàm nha các bạn. Cái câu này là anh gọi trước anh mới hỏi sau, tại vì câu này rất là đơn giản. Ai là người lớn tuổi nhất? Trời ơi trời, người ta chưa có hỏi xong mới giơ tay rồi. Nhỏ nhất là Á Tiên, người lớn nhất là chị Thảo. Bạn của em nè, sao sao? Em có lời gì muốn nói khi trả lời được câu hỏi hồi nãy không? Em rất là vui. Tết á, dân gian mình có câu này nè. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết gì? Bạn nữ đó sớm nhất đó em á, đúng rồi. Dạ là mùng 3 Tết thầy. Giỏi. Quà tới đây, quà tới đây, lại là anh đây. Em nào mới trả lời được đâu. Phần quà cuối cùng, phần quà đặc biệt nha mọi người, có giá trị lắm đó. Đây có Yến nè, về ăn tập bổ ha, cho mình thông minh lên ha. Có cái mắt kính tỷ phú nè, có cây súng bắn tiền nữa nè. 1, 2, 3. Em gái này em lại giơ tay sớm nhất rồi. Em lên đây anh cho em hát. Anh lên đây.